Đúng rồi. Lên đây đứng hình nó như thế nào rồi, thấy cái chân không? Rồi. Ok. Bởi vì thì bật ngược lên, chứ biết sao vậy? Thấy cái ruột khóc gì rồi? Ở bên trên. Cây dừa xanh tỏ nhiều thật, nghiêng tai đón gió, gật đầu gọi chân. Đấm dừa tỏ mát thế năm. Đưa qua đó được. Ở đây mưa lẻ nữa. Hai bà định liệt luôn. Quay đã dễ sợ. Cậy đế ngái gì đâu. Sai. Vào đây nè. Mưa mương. Mương đi vô được. Bông tà trên này. Rồi có nó. Có buồn quá đi. Túi sách hay là túi sách. Ở đây những thời gian không quen biết. Em đi chính kia. Ra bê lâm ke nữa. Yes, rồi ạ. Rồi má mẹ bị nóng rồi. Nóng quá nóng rồi. Hai mươi lăm nghìn. Không thể. Mẹ mẹ sẽ non. Mẹ sẽ non, mẹ sẽ non. Mẹ ơi cho con ăn cho em mèo. Xét thể thao cao cấp phối màu sắc độc đáo. Ngô Vi chụp hình luôn hả? Mày lột xé quẹn ngủ cuối cái mặt. Trời ơi. Tiền. Không có. Cuốn sách. Ừ, mẹ người phụ xe chị Hảo quá mừng trời đẹp hát bolero em cây cầu gì điên. Không quên luôn. Nghĩ coi luôn. Thổi coi luôn mọi người ơi. Bỏ cục dây sạc tới nhà rồi. Để sáng mình chở bên kia không lấy qua mà. Làm sao mà có dây sạc để mà sạc tới đây. Ta tiếp tục ăn bánh tráng. Ăn bánh tráng. Nhanh ăn cho tôi dám rồi. Không biết đường nè. Không biết chưa ông đem đi rồi. Đem dùm. Đi 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 đi.
Làm gì em gu không Lâm? Hả? Gì? Nó chuyện nhỏ hả? Em thấy anh em gu. Ủa đây làm chị Nhung mới đưa lên Sài Gòn rồi mới đưa ra ngoài Bình Thuận hả ta? Từ hai bác phân đoạn luôn rồi. Hai bác được chỗ. Rồi uống, uống rồi ăn. Uống rồi uống. Tiền mắc bạc mang. Thế hả cứ mất thế nào mà không nghe ông Lâm hát bài đó là thấy buồn. Cái gì? Ngon mà chui vô chút cảm dữ luôn. Ok ok. Yeah. Anh cũng ngon. Mà ghê.
sáng giờ mới được. Dạ 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 không có nhắc từ sao ạ. Ông Long ơi. Dạ. Uống cà phê sữa không? Dạ. Ông kêu bố kêu tôi lấy. Gì? Trời đâu sáng giờ không có miếng gió nữa trời. Ăn miếng cực khổ trời đất ơi. Cái cầm nước nhất. Có thử cái góc xài. Mệt quá đi. Ta cùng nhau đi anh đường về. À, hà do trái gì? Hơi từ bữa nước. Nắng lên rồi. Anh này mệt quá. Rồi trồng được một hàng dừa. Anh biết các bạn là phải có một tí luôn không sao? Rồi dừa nè. Không. Trồng với một hàng dừa. Thêm bưởi nữa. Các bạn ăn hiếm thì cần bốn hương. Nghe to quá sao rồi. Hát nghe nghèo. Những nay sung quá ta hát hoài luôn ta. Ăn kiến chuyện gì ăn cãi hết tôi nghe coi. Ngày hôm qua ông kể quá trời luôn. Gì? Kể chuyện người yêu luôn.
cay quá. Thôi thì hết pin, không đem cục sạc thêm nữa. Rồi coi cái gì bây giờ. Ông Lâm ơi, ông Lâm, ông làm ơn nói chuyện với tôi đi ông Lâm. Điện thoại tôi hết pin rồi. Thuốc gì cây 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 ở cây nguyệt quế nó cá nhóc chân kìa. Người tươi chưa thì hoa cây tạp. Hát sai lời rồi. Đặt máy thì thật khó luôn. Chiếc phút máy hả? Tôi đưa ghê. 55 cần có phút rồi. Chiều nay mua ở đâu ông Lâm? Chiều nay mua hải sản ở đâu? Lại đằng biển biển đêm á, ngay sau hang động đó Lâm. Không có, tại em thấy cái chỗ đó nó bán rẻ, chỗ đó nó bán cái giá ăn được mềm. Không biết quay sao luôn. Thì ta nên biết chén quay đứng luôn, mắt nhau xa đi tắm luôn.
không hả? Một cái ẹt vô giống nước rồi. Cái đâu giá cái chân về nó nhẹp rồi nè. Rồi. Mày thấy cái lá chuối luôn. Cái này hôi quá ta. Do đó về. Thôi rồi ta để chi đó. Một rừng cây âm u âm u. Một rừng cây âm u âm u âm u. Đứng hai chỗ thì ghê luôn. Cũng có cái khoảng trống mà đằng kia thì có cái xài sau lưng nữa mà không có cây xài. Mấy cây xài nó gặp quá sợ nó chết quê luôn. Mang hạnh phúc cho em. Từ đây biến em cuộc sống ra thì cây dừa lại tiếp tục là cây dừa. Khi đã yêu rồi lại đây ra cánh vườn trời hát nghêu ngao hát vu vơ hát tào lao. Ơi gió lên đi ông trời ơi. Nó biến gió đi ông trời ơi. Được quá ông trời ơi. Gió ơi. Gió ơi gió xin gió lên đi. Gió ơi. Xin gió lên đi gió ơi. Làm ơn cho tôi miếng gió. Làm ơn cho tôi miếng gió dữ. Lên đi và yêu thôi chạy xe lên không có xe lên nè em mốt đi làm nực quá đi hầm quá đi được chớ hầm thiệt luôn nhưng không hầm chơi nữa cái tay thì găng nó nổi thơm quá. Quá ốm rồi. Rồi dậy sống lên. Nghe ăn chút cái gì. Quay cái lo hướng này nghe cái gì. Ăn mầm mầm. Rồi đám cưới đã là chắc là đãi tiệc rồi đấy. Ngày sóng đã lên rồi đấy. Muốn hạng vườn cây xin đừng bỏ nhau. Mới mặn kìa dễ chẹp. Trong trí nhớ là anh bên ở là anh ở bên bồi. Chàng ơi đáng lên rồi mà không có một tiếng gió nữa. Mệt quá. Chưa điếc. Không có đường qua như đi dài dài không có đường qua, đường qua. Tai gốc rồi đó. Một, bè, bè.
người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Chạy sập tình nhạc vui quá vui. Tiếc cứ mừng yêu sẵn đôi người nào mà phải chung đôi. Chỉ nhớ xin kết gì đôi. Cây nhiều hơn người ta sinh ra để mua cái gì mà chúng làm qua rồi. Đi tới đâu rồi ông Lâm? Ok. Ừ. Anh đứng gió luôn á. Nó mệt. Anh kinh khủng hết luôn. Vừa gụm
rồi trời ơi, lao lao cái lưng hai góc nữa là xong, hai góc nữa là xong, một màu áo, một màu áo nữa là mình về. Cuộc đời không như thơm mộng đời, quá trời quay nguyên cái cây mương nó đẹp, ấy đó có nhiều cây, nhiều thiệt là nhiều cây. Cái mình là cây chuối, cái bưởi, cái dừa, đây trồng nguyên một hàng sao thì để giữ ngắn xe cơ đi việc mũ cờ lê đầy quê quê mà cho mát rồi được quá trời thầm mà nó nực luôn. Nực quá đi, thầm quá đi, thầm dữ vậy. Hầm thiệt là hầm luôn đây. Áo này thêm nhỏ nữa rồi đi về. Thì con chó không có cái gì coi nước hoa 299 đi. Coco mini chip 30k tặng 2 chai, tặng 2 một chai mini, mua 2 tặng 1 chai mini. Điện thoại của tôi sao mà nó khùng quá vậy, không có lên không màu xanh, một game màu xanh tối ngày cứ phán mưa hoài luôn á. Hầm quá, hầm quá trời hầm. Trời ơi, hơi mệt. Di dứt 19 kia nghe vậy bé.
hàng gia dụng giá rẻ. Cần lắm đôi bạn sẽ sử dụng sản phẩm tăng vọt. Smithy tụ nơi thể xác vô thường. Cái gì đoạn cuối cuộc đời tiếng yêu thị bệnh sợ say đến đẻ vui vơm ta bi cái điện thoại không muốn bấm coi luôn ý, nó bị hư á. Màu đen không có kêu nguyên sức mẹ ra đi hấp pin rụng tóc cao lớn vượt trội tăng cân gấp phổi. Nó hay không đuối. Không có thời gian rảnh. Một người thì việc quá trời làm hoài làm hết. Một người thì không. Không có việc gì để làm. Ủa bà anh còn quay được nữa không Lâm? Dọn dẹp thì quay thôi. Chung cho dọn. Quay có cảnh lạ. Nó quay chậm chậm không biết chậm chậm. Thôi rồi ha. Ngồi tựa gấp chuối luôn. Ủa thì hôm lúc đó là anh chạy lên gặp Khánh hay gì anh Lâm? Là 7 giờ đó hả? 7 giờ 15. Tại vì em đích điện hỏi thôi làm sao rồi giao. Em điện cho anh trước rồi chắc ăn. Tại lúc em chạy ra đó chạy gì dữ ha, lúc em chạy ra chạy gì dữ ha thì thấy Khánh ra lấy đồ vô. Nên mới điện anh.
trời. Tôi lên thử nước thúi chiều, chiều nay về ngu ha, mấy thúi em mà vẫn thử. Chiều nay về thì dưới cuộc sống khá xa. Ôi rồi khá là xa nhau. Kể từ đêm đó là điều nằm. Cái mương này dễ dắt khóc. Khóc nè. Mương như trong xe. Con ghẹ ông nó phá thằng ốc không ông Lâm? Ghẹ ông phá thằng ốc không? Phá mà ăn hết đó. Bu bắt cái luộc, luộc cái làm gì? À vậy là bao tử yếu rồi. Giống tôi. Nó đâu cho nhậu đâu, giờ nó đâu có nhậu. Ừ. Làm đó phải chịu khách mà. Gì đâu mà nghe buồn ghê. Bolero. Tự nhiên không nói gì nữa, buồn ngủ quá. Ông Lâm ơi, ông Lâm. Nói gì đi trời ơi. Ông nói gì tôi gọi đây tôi gục luôn à. Gì mà buồn quá. Hát thôi mà nó cũng buồn. Đang có tháng mình trong đêm. Nhiễm kiều. Co túi. Kiếm. Không ai lấy đâu vì khi cô biết thêm
Xong rồi áo này còn một cái nữa hả? Chào. Ngồi giữa luôn. Được cái góc này thôi đó. Trời ơi, để đây nghe. Cái trượt xuống một cái nó phát rồi cái bụng cái là gặp rồi luôn. Mệt quá đi. Tiền bao nghìn đô, tiền trăm nghìn đô, giữa góc dừa ngủ, giữa góc dừa người đẹp rồi tự góc dừa rồi quá. Bắt đầu con mình bếp bây giờ bữa thứ bây giờ bá lửa luôn vậy thì đi vào ù quay luôn. Năm trăm mấy người lâu ở không có cái máy nó cắn mình lộn gì chưa 12 giờ mới về sáng thì lên trễ mà cha cha bán ăn cái gì vậy trưa nay gì bán đâu có gì ăn nữa nè.
Không còn cái gì cũng không còn hết. Cái chỗ tôi sẽ hay ngay nó chất dưỡng cái này thì nó chỉ dưỡng nên sẽ không ngon. Sao buồn ngủ dã man không nghe. Xong chưa ông Lâm? Vậy xong chưa? Giờ buồn ngủ quá ông ơi. Này hai mắt nhướng quá lên luôn.
Bây giờ khi cơn buồn ngủ đã ập ùa về, ập 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 tới ngủ banh xét, ngủ banh xét nữa. Nhưng mà không ngờ luôn. Cái này bị tổ chét hay gì á, làm cái gì cũng không xong hết trơn, mệt ghê. Xin chào, chào hết nổi luôn. Tháng nữa nó chạy cây trà này nó bự luôn, nó không đồng nè, làm nó mỏi. Rồi tập trung vô chuyên môn dữ vậy ta, không làm hả anh Hồ ơi, tập trung vô chuyên môn dữ nha, hát dữ nha, kêu sùm hết trơn không nghe luôn. Kêu nãy giờ ống sầm luôn mà không nghe, không trả lời đi trả lời lại gì luôn, không quan tâm. Sai lầm của anh, điện thoại lắp cặp pin dữ á, cầm gì ta sạc thôi, sáng 70% em 70% coi được tiếng hồ hết pin. Điện thoại em nó cục pin nó bị hư rồi, đi chạy. Hát luôn kìa, hát nghiêu nghèo. Nhẵn là nó gần để chơi cái góc dừa nó nghiêng, dừa là dừa. Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu, có một bài để đọc hoài luôn. Chăm sóc tương lai cho em, không bao giờ anh bó tay. Hát like cực hay, hát like cực chuẩn. Góc dừa này còn tựa được, quay ra góc sau nữa là khỏi dừa rồi. 3 phút đầu nói chuyện yêu ga, nói chuyện yêu gao, nói chuyện tào lao, nói một mình đó luôn, nói quy khi đó quy khi luôn. Cây dừa nó có rất là nhiều lá dừa, cây dừa có rất là nhiều công dụng như mọi người.
si la fa son do re mi. Ông Lâm ơi, sao gặp chú hát hoài vậy? Làm gì giờ? Ông hát sao có tiếng? Ông không nói chuyện với tôi. Sáng nay ăn gì có nói, tao không biết nói gì nữa. Gì? Sáng làm ăn không biết, chị vẫn thấy ngon với cả đi là. Ai ơi! Mà bán này làm được người ta. Tôi chán. Đâu hát coi. Cho hát rồi im gu rồi. Không có ai đâu nhỉ, vẫn có những thứ em chờ. Bây giờ chỉ là giấc mơ. Chưa một ngày em thấy lần rồi nhớ. Dù từ trong trăm cớ sao tình thương thấm sâu. Mà từ từ nhớ sao lỡ chắc thay người. Cố đi lên thêm một chút tâm tình. Ôi trời ơi. Nãy sao ông Lâm dữ vậy ta? Nãy sao ông Lâm tới 3 phút nè? Trước tao clip. Trước đầu trước ông nội. Hello, hello. Ôi trời 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 trời. Chắc xong. Phát lỗ được 4 clip, phát lỗ được 4 clip. Ừ. Bên kia quay nó đã. Bên kia là buổi chiều quay nó được, cái buổi sáng làm yên. Bà âm tầm á hả? Hôm nay là đủ cảnh hay là đó, cái giống gì cũng có luôn. Kem. Mít không có nha ông. Vậy. Mít đâu có, mít đâu. Có. Đâu. Cái clip đầu tiên mua quay thì có. Có đâu có. Oh.
làm mà thấy cũng thoải mái. Thì thoải mái chỉ có khách thì không có khách thì không có mình thoải mái. Shopping. Shopping. Xin chào, mình mệt quá rồi. Xin chào đi nữa. Ngồi dịu mát xuống rồi đó nha. Dịu mát, trời dịu mát xuống. Nói chuyện gì đi ông Lâm ơi, ông Lâm. Gì người ta có cái gì ta xàm xàm vô điện thoại là được rồi ha. Tại mày không xàm. Nói xàm về điện thoại hết pin rồi. Ta không có đọc gì trong điện thoại đâu, xàm 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 miễn tao xàm chứ tao có cái hình không có ta xàm. Trời ơi. Thì hỏi tôi đã hết pin rồi. Hồi việc làm sao đét. Hết cái trang đó đi nữa, có cần gì thì việc kiếm. Làm cho người dân thành phố. Không gian xanh là đâu ta? Hay hơi quay. Đăng lên đó luôn hả? Tiễn cái gì không? Phân loại cho nhanh đám đối. Không làm gì nữa. Không ra nêu tính chất công việc hả? Có này còn tuyển nhân viên pha chế thức uống, nhân viên bếp, nhân viên phụ bếp, phục vụ, nhân viên tập vụ. Nó làm được. Này nó mới chuẩn bị mở chứ chưa mở. Thì nó mới chuẩn bị mở. Cái này như nhà trẻ hay gì á? Nó mới tuyển đó. Như kiểu là nhà trẻ tuyển người vậy đó. Vậy đó hả? Ở đâu vậy anh Lâm? Xin vô đó làm được. Cái gì phút sữa, cái này là sữa, này là liên quan bên sữa nè, là học viện. Một là trường mẫu giáo. Hai là quán cà phê. Mà quán, nếu mà quán cà phê á, thì nó đâu có cần bếp. Hay là nó làm bà cà phê ăn nhẹ ta. Cà phê quán ăn nhẹ hả? Kiểu cà phê quán ăn nhẹ luôn. Đố không ai hát bài này đó. Đố không ai hát bài này. Năm anh em trên chiếc xe tăng hả? Không, bài đây hát nè. Không phải, bài ca cây lúa. Ông Thay La hát đó. Bài cũ của ông đó. Yeah.
ơi. Ác luôn hay vậy. Là giường này là chú xin luôn. Có hát bài ca người ca cây lúa. Vang trong lúa cho quê hương. Quê hương ơi. Nghe hai bên luôn. Không biết nghe bên nào. Đồng lúa hiền hồ. Tứ băng tại xưa cây trồng gió băng chân lồi bùng sâu dưới trời mưa phùn và đôi tay kia kéo cài tai châu vì không có đấng vì nương đã mất cho đến hôm nay như những chàng trai đang lái mái cài và bao cô gái sẽ ngồi mấy cây chiến cầu tre trên ven nhỏ bé không mang nổi gánh không nặng đường lớn đã mờ đây là lá đụng đỉnh đi tới tương lai ngày mai đang bắt đầu ngày hôm nay ngày mai đang bắt đầu thôi bán là cao mệt quá không la không hay nữa không có hơi lắm phai ăn qua ăn ngọt non nhớ người vung trồng bàn tay quê hương vỗ về yêu thương bàn tay chiến đấu bàn tay khiến thiên sắp xếp giang sơn những bàn tay xin chung kiên cường đường đi tới chân trời tươi sáng tình yêu trao cho người yêu. Hát lên hơi không à? Hát đi hơi lên. Cái âm thanh cho cái điện thoại mà nó gì? Cho tự do muốn làm gì làm, có âm thanh là được. Ừ. Nói thì nói cũng ca. Nói thì ca. Đi xàm gì đó là xàm. Chỉ có tiếng nói là được. Đó, không đọc không muốn nói gì ta nói không. Ừ. Không có cùng chứ nói. Nói với cũng quen ha, ngày nào nó cho nín không nói để chắc bình thường thôi vậy. Làm theo cậu không? Trở về bên đây đó, những cái góc mà không ai quay được khó khăn trở qua đây đứng một cái góc này góc thứ ba hả ta góc sau ngồi hả ta nắng quá cái này tôi đang đứng đây rất là nắng. Một khúc con tim đã hiểu cô khi sinh xa. Một con tim đã biết đi khi tình cô. Xàm xàm ha, đừng có để tới điện thoại nó mau hết. Ừ, mà nhìn cái đồng hồ hoài thấy không có đi. Xàm xàm thấy ok. Chiều nay quay đâu anh Lâm? Tao biết đứa nào bờ quýt. Bờ quýt đi ổi đó. Ừ, đi được. Đi sữa đó. Đập đi sữa. Dẫu rồi nhớ ai bảo cứ mấy người ta cơ sai lầm mấy mấy câu chuyện đời là đúng. Đi học đi làm đi chơi chỉ cần chụp ít lên cơ thể nguồn hoa đang tỏ nét hương thơm từ bạn đảm bảo bạn sẽ thật nổi bật. Hồi đi về cái đám cưới ăn mẹ luôn rồi.
Giờ ăn cái gì vậy? Nghỉ ngơi luôn ha. Nói chuyện là yêu cầu thiết yếu, phải nói chuyện. Em đánh rơi người yêu mẹ. Ok, có máy áp xanh liền. Dường như thế mà. Rồi nhìn cái làm cái bụng phía dưới là hơi mệt. Xin chào. Còn có 4% pin. Nước thì cũng hết. Bữa nay cái gì cũng hết. Thế bữa nào mà nó có sinh nhật đứa nào rồi hả? Lên trên Facebook đầy gì. Hello. Đi. Cái này là cái cái bọc lên đấy. Nguy hiểm quá. Rồi cái nó bật lên nhìn nó ghê. Sợ nó rớt bật nữa hay sao. Làm cái bụng như rồi. Không có chỗ đứng nữa. Đứng gì mỏi chân chết. Luôn. Hai có tiếng mình bán mình lù quá. Nhỏ không nghe luôn trời, yêu mà không nghe luôn. Nhỏ ui da để trên đi như này sau đi. Rồi để sống im ru rồi không hát nữa rồi. Tập trung giờ ăn uống thôi. Cây xanh xanh thì lá cũng xanh, chim đậu trên cành, chim hót líu lo líu lo là líu lo. Nó mới hết pin này. Rồi gắn tiền mà. Này ước gì phải có cái cầu á. Ước qua cái cầu này có thể đi thẳng vô. Chứ gì đâu.
Ồ, cái sạc nổi lên. Chị, hai con. Hai con cái sạc. Em ghê ghê ghê. Ghê cái sạc. Lâu. Giờ lâu của ông Lâm đó. Ngày qua ông chỉ cần nói chị ra là đó là ông sùm. Wow. 3-4 con cá luôn. Rồi đi khác nhạc trẻ luôn ta. Gì đây, biết lo gì đây, coi cá sặc nổi lên, đứng đây ngắm cá sặc. Không có gì tôi. Không có gì. Về đặt luôn hả? Không, không có đường luôn.
gì mới. Cây màu xanh, lá cũng xanh, cây xanh xanh thì lá cũng xanh, chim đậu trên cành, chim ho kêu lò. Hai phút mấy làm nãy giờ chưa được ba phút nữa. Bắt cái cấm lý.
Buồn ngủ quê đi. Buồn ngủ ơi là buồn ngủ. Không biết nói gì. Trên lá màu xanh nè. Trên lá có những thân lá. Sao mình ra đi? Thì còn chích ta nữa. Nên anh đang nói là mệt nữa. Mình nhà mi còn chích ta nữa. Quay xong rồi cái ông nhìn nó, ông thấy không có gì nữa. Lúc ông chưa quay thì ông đi quái qua ông đó. Cảnh quá trời cảnh. Này cao quá. Thank you.
Cà mấy gâu quá vậy. Rồi kiểu sang chảnh chút coi. Đột đồ là mọi bỏ tú 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 lên. Lâm bệnh có mai hay gì kìa Lâm? Dạ. Mai phải không? Mai cây đó nó có giá trị mà. Vô hâm về làng. Mấy cây xài này thấy nó còn nhỏ mà nó tốt không nổi ha. Cỏ quá vậy cỏ. Làm gì mà quyệt nhẹ lương cao không Lâm? Ông mới đi chà găng cho sư tử hả? Cây dừa là cây dừa. Đi một lần để gặp một chàng khôn. Tết đê tết là tết. Tết đến rồi. Tết đến rồi. Tiếng nèo cũng giường thì không có đường xe đi. Rồi ra rồi vô thì mất thời gian. Xe xe đâm tiêu điều. Tiêu điều là tiêu điều. Tiêu điều. Tiêu tiêu điều là tiêu điều. Tiêu điều. Có này không phải là cái có mẹ chồng mình bà hay. Cái gì nữa phải nói về tin nhắn mà nhắn đây đi chồng tình yêu như thế. Nằm sâu là ra trước lá cỏ, ngồi bức lá cỏ. Vô vàng sẽ đi, người đi hướng đông đi. Biết nói gì hơn. Trầm lặng, trầm ngâm một hồi rồi mới nói được một câu. Thấy suy nghĩ vu vơ. Suy nghĩ vu vơ. Xem gỡ đi. Người đang ngắm đang đi bên nơi em
ống lại lên. Ông Lâm ơi, trời ơi, kêu cho đã hù gũ rồi, khỏi gục luôn á. Mẹ đọc chuyện rồi. Sẽ coi chị hỏi lớn. Có gì đó chị sẽ lắm này. Ui cái ta. Ê quái ghê luôn. Rồi là bị khó hả?
Thôi vì bây giờ 3 phút đầu là phải nói chuyện. Nói chuyện thiệt là nhiều. Nói cho đó hết 3 phút đầu mới được. Xin chào mọi người, xin chào mọi người. Ngày hôm nay mọi người như thế nào? Hôm nay là góc cuối cùng rồi đó nha mọi người. Tôi sắp kết thúc một buổi sáng. Buổi sáng hôm nay tôi kết thúc hơi trễ. Nó rơi vào tới 12 giờ. Tôi viết xong công việc của tôi. Trời ơi. Nữa là ngày nay 11 giờ mới xong. Tôi phải 12 giờ tôi mới xong. Chưa có xong sao về mà xong cái gì được. Chiều chứ có bữa nào sớm đâu, không có sung sướng gì không, nằm nhà chơi. Chiều chiều tít tắc 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 đồng hồ quá, tít tắc tít tắc đồng hồ quá lắm, bốn cây trời không thấy luôn, nhìn vô kia chả thấy gì nữa. Để chút xíu quá trời xanh được quá vậy, hôm bụng đâu có vô không gì có thấy không, chứ tôi không thấy cái gì hết trơn. Điện ai ta điện nhiều khi ta có kẹo cái ta điện cái quỳ chú què của ông lấy nhà nước, tôi nhắc nhà nước tên hoài chú què là chú què chắp tay con niệm Phật trời cầu cho cha mẹ sống đời với con, còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây, đờn đứt dây cột thay cột nối, cha mẹ mất rồi con chịu thôi. Học quy về thơ dạy á, mà chưa được 3 phút đầu. Hai trái mới 2 giờ này nó mới có gió. Hai trái là cơm bà kia mấy. Gió mát mát. Người ta gọi phòng bá lạnh, tôi gọi đây thì trong gió thiên nhiên. Vui lắm. Hai cái bưởi o hôm nay để cho ông ăn. Bưởi. Thì bắt hai cái bưởi nữa. Bắt đâu ăn, đi hết tiền cho chợ. Nó hồi sáng tới bây giờ. Chìa khóa vậy cũng khóa cửa rồi luôn. Đang lướt quả mưa ra tôi vào bên kia luôn, mua sắt gì đổ lại thằng gào tôi vào bên kia luôn. Ông đi tới đi luôn thăm vườn à, không còn cái bờ mà nó tính để đi tới đi luôn là kệ đi người đàn ông đang đi bên em nè, thứ tư rồi nè. Bưởi là bưởi. Bưởi ta 50.000 ký. Nói gì bây giờ?
những đêm cô phòng theo anh như nhớ em nhé, từng làng hơi. Lam ơi, Lam mai đi đâu? Mai đi đâu? Mai thì thói tính chứ mày không biết đường hả? Theo hồi nào tao đi mạnh chứ đi theo hồi nào tao đi mạnh mất chứ phải theo gái mất đâu anh. Mất hồi dắt sáng hôm qua chưa hôm qua chưa anh. Sáng không khóc thì sáng thì chịu đó, mà chịu tôi về thì khách ta cũng về mất tiêu rồi. Tại tôi 5 giờ tôi mới về mà. Cái gì? Rồi 4, 5 giờ tôi mới về thì ta cũng lụng dầu khách 5 giờ là gì hết trơn. Thì mất đâu dắt đó ta. Dắt đó tôi chưa có gì mà. Điều điều tôi 4 mấy 5 giờ nhẹ tóc nữa cơm nữa từ sáng giờ điều sớm được là người dễ thế đây là người chưa với 8 phút mấy rồi. Nó bỏ thuốc chống như trời. Không ai biết. Người quen còn 2 lít nữa đánh cây cầu luôn. Nhìn nó qua bờ ổi với bờ quýt. Còn cái giường ông bên đây nè. Nè hả? Không có cái giường. Thì cái giường đó là mơ nha. Nhìn nó đã qua bờ ổi, ngủ nữa. Ở nắng mà không ngủ. Bờ bên kia không có